Chỉ những ai trân trọng thời gian mới nhận ra vẻ đẹp của cuộc sống. Chỉ những ai trân trọng từng giây phút trôi qua mới được sống một cuộc đời hoàn mỹ. Galley Watch tự hào đem đến những sản phẩm lưu trữ thời gian, nâng niu từng khoảnh khắc và tạo nên một nét đẹp, một phong cách sống cho tất cả mọi người. Đầu những năm 2000, trong chuyến đi tới đất nước Thụy Sĩ, những sáng lập viên của Galley Watch đã tới thăm thành phố Saint Gallen, một thành phố nhỏ xinh đẹp có từ thế kỷ thứ 7 của Thụy Sĩ. Tại đây, họ đã bị ấn tượng mạnh mẽ bởi sự đa dạng cũng như vẻ đẹp của những thương hiệu đồng hồ nổi tiếng và phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chăn trở với bối cảnh tại Việt Nam, thời điểm đó có quá nhiều thương hiệu đồng hồ bị làm giả, hàng kém chất lượng, thiếu những thương hiệu đồng hồ từ bình dân đến cao cấp và chất lượng dịch vụ bán hàng còn hạn chế. Và thế là tháng 6 năm 2003, Galley Watch được ra đời với tên Galley là từ rút gọn của thành phố Saint Gallen xinh đẹp. Khởi đầu với một cửa hàng kinh doanh nhỏ tại Hà Nội, nhưng bằng sự nỗ lực và tình yêu dành cho những chiếc đồng hồ huyền thoại, sau 15 năm, Galley Watch đã vươn lên trở thành hệ thống đồng hồ chính hãng hàng đầu tại Việt Nam. Đến nay, Galley Watch đã có 32 showroom trên toàn quốc và có mặt trên 7 tỉnh thành: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Hải Dương, Biên Hòa và Thanh Hóa. Hiện nay, công ty phân phối gần 30 thương hiệu đồng hồ nổi tiếng, trong đó có những thương hiệu được coi là tinh hoa trong làng đồng hồ như Frederic Constant, Breitling, Rado, Zenith, Orient, Seiko, Candino, Citizen. Sứ mệnh của Galley Watch là đem đến cho người tiêu dùng Việt Nam những sản phẩm đồng hồ chính hãng, chất lượng cao, phong cách bán hàng chuyên nghiệp và dịch vụ sau bán hàng chu đáo. Các hoạt động chăm sóc khách hàng không ngừng được nâng cao, số lượng khách hàng cũ trở lại lên đến 30%. Ngoài ra, Galley Watch là trung tâm bảo hành ủy quyền chính hãng của nhiều hãng đồng hồ tại Việt Nam. Galley Watch đầu tư các thiết bị nhập khẩu trực tiếp từ Thụy Sĩ cùng đội ngũ thợ sửa chữa lâu năm kinh nghiệm, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Với chúng tôi, khi nhận bảo hành sửa chữa, chúng tôi luôn luôn đặt sự tâm huyết, tỉ mỉ. Bởi chúng tôi biết, mỗi chiếc đồng hồ là một vật bất ly thân, một kỷ niệm hay một món quà đến với mỗi khách hàng. Đối với cán bộ công nhân viên, công ty luôn nỗ lực xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, công bằng và nhân văn, tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp và thu nhập cao cho tất cả mọi người. Tôi rất hài lòng với chất lượng sản phẩm và dịch vụ tại đây. Các sản phẩm tôi mua tại đây đều rất bền và đẹp. Tại đây rất nhiều mẫu mã, về thương hiệu cho tôi cũng dễ dàng lựa chọn. Các bạn nhân viên tư vấn tận tâm và nhiệt tình, và đặc biệt là chế độ bảo hành sau khi mua rất nhanh và tiện lợi. Trong dấu ấn 15 năm phát triển của công ty, không thể không nhắc tới các hoạt động độc đáo thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với đất nước như việc cho ra đời các phiên bản đồng hồ đặc biệt. Năm 2010, cùng Candino cho ra mắt phiên bản kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long. Đây là phiên bản giới hạn với số lượng 1.000 chiếc. Năm 2015, cùng Candino cho ra mắt phiên bản Hoàng Sa Trường Sa, đánh dấu chủ quyền biển đảo Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam. Năm 2015, cùng Romanson cho ra mắt phiên bản đặc biệt tự hào đất nước Việt Nam. Cùng Orient cho ra mắt phiên bản kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước. Hệ thống bán lẻ Galley Watch, niềm tự hào của công ty, đã trở thành một thương hiệu vững mạnh với nhiều hoạt động truyền thông như tổ chức hội nghị khách hàng Orient châu Á tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2014, tài trợ xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tại Olympic Rio năm 2016, đồng hành cùng APEC 2017, đồng hành cùng Tiến Minh tại SEA Games 29 năm 2017, tài trợ tặng thưởng đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á năm 2018, đồng hành cùng quỹ, thiện nhân và những người bạn, tham gia vào các hoạt động tài trợ biển đảo, tổ chức hàng chục event tri ân khách hàng, trong đó phải kể đến hai chương trình lớn, đó là Nơi Thời Gian Ngừng Lại năm 2016 và kỷ niệm 10 năm thành lập thương hiệu Galley Premier năm 2018. Để tạo dựng niềm tin của khách hàng và nền tảng cho doanh nghiệp, Galley Watch luôn giữ vững những giá trị cốt lõi của mình, đó là tận tâm, cam kết, sáng tạo, nhiệt huyết, tôn trọng, hỗ trợ và hướng tới cộng đồng. Trong tương lai, Galley Watch phấn đấu trở thành nhà bán lẻ đồng hồ chính hãng số 1 tại Việt Nam
về quy mô và chất lượng dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời, với sự đầu tư bài bản, Galewatt hướng tới là đối tác chiến lược của nhiều hãng đồng hồ lớn trên toàn thế giới tại thị trường Việt Nam, từ đó mang đến thật nhiều lợi ích cho người tiêu dùng. Chặng đường 15 năm đã qua, đưa thương hiệu Galewatt ngày càng lớn mạnh, đạt được nhiều thành tựu và sự ghi nhận của khách hàng. Bằng chữ tín và khát vọng tiên phong nâng tầm dịch vụ cho người Việt, Galewatt sẽ không ngừng đổi mới, hoàn thiện chính mình để chinh phục những thử thách mới. Đưa thương hiệu Galewatt trở thành một thương hiệu có tầm vóc không chỉ trong khu vực mà còn trên trường quốc tế.